Trung Quốc vốn là quốc gia nổi tiếng với nhiều dòng phim cổ trang. Từ những câu chuyện cung đấu, kiếm hiệp hay thần thoại, những tác phẩm cổ trang Hoa ngữ luôn nhận được sự yêu mến của khán giả. Không chỉ có nội dung hấp dẫn, dàn diễn viên tài sắc, phim còn mang đến những hình ảnh kỹ xảo trang phục đẹp mắt. Dù được đánh giá cao nhưng có nhiều bộ phim vẫn dính phải những hạt sạn không đáng trong quá trình thực hiện. Hãy cùng Kiến xem phim tìm hiểu những hạt sạn ngớ ngẩn trong những bộ phim cổ trang Trung Quốc. Đầu tiên là bộ phim Trường Nguyệt Tẫn Minh vô cùng nổi tiếng gần đây. Trường Nguyệt Tẫn Minh hiện đang là bộ phim nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả khi có sự tham gia của những diễn viên nổi tiếng bậc nhất showbiz. Được đầu tư khủng nhưng phim vẫn bị người xem bắt những chi tiết khó đỡ. Trong đó, người hâm mộ đã phát hiện ekip hậu kỳ chưa xóa hết dây cáp buộc ở lưng của nữ chính là Bạch Lộc. Nam chính La Vân Hy lộ rõ dấu vết gắn tóc giả. Ngoài ra, một số tập phim có xuất hiện dây điện, ống dẫn nước, đồ dùng được làm bằng nhựa. Cụ thể, hãy cùng Hiền xem phim tìm hiểu những chi tiết này nhé. Đầu tiên là ống tiêm máu cho La Vân Hy. Trong phim Đám Đái Tẫn do La Vân Hy đóng, có một cảnh nôn ra máu. Cùng với đó là việc cắt tay để thải độc ra ngoài trong vô cùng đau đớn. Nhưng cư dân mạng tinh mắt đã phát hiện ra rằng, khi cảnh này được phát sóng, dưới trang phục lại xuất hiện một chiếc ống mỏng liên tục truyền chất lỏng màu đỏ, được dùng để vận chuyển máu giả trong cảnh chảy máu ở tay của La Vân Hy. Cư dân mạng đùa rằng, nhà sản xuất chắc sợ diễn viên mất máu quá nhiều lại đăng xuất trước khi hết phim nên phải truyền máu khẩn cấp. Thứ hai là nhân viên đeo khẩu trang bấm điện thoại. Trong một cảnh nữ chính Hồ Ly Phiên Nhiên đang vận dụng sức quyến rũ của mình để lôi kéo những con bạc xung quanh, cư dân mạng đã bắt gặp một người đàn ông đeo khẩu trang được cho là nhân viên của đoàn làm phim. Người này chăm chú dùng điện thoại di động, không nhận ra rằng sự xuất hiện của mình đã khiến cả khung cảnh sòng bạc bị phá hỏng. Thứ ba là Bạch Lộc nhảy thành nhưng chảy máu sai chỗ. Màn nhảy từ tòa tháp gây sốc của Bạch Lộc trong trailer của bộ phim Trường Nguyệt Tẫn Minh rõ ràng là một cảnh quan trọng ảnh hưởng đến cảm xúc của khán giả. Nhưng chỉ vì chảy máu sai chỗ, cả bức hình lại xem như trò cười, coi người xem là trẻ con 3 tuổi. Theo đó, nhân vật Diệp Tịch Vụ sau khi nhảy thành đã ra đi trong trạng thái nằm ngửa. Theo lẽ thường nên có máu chảy ra từ đầu hoặc dưới thân, nhưng trong phim cô nàng lại nôn ra máu và dính đầy cằm. Đây được đánh giá là một chi tiết vô lý đi buồn cười của bộ phim. Tiếp theo đó là ống thoát nước hiện đại lọt vào khung cảnh khổ trang. Cuối cùng là một hạt sạn sơ đẳng khi ống thoát nước bất ngờ xuất hiện trong bộ phim về thời cổ đại. Ngay cả khi cảnh quay rất đơn giản của La Vân Hy, được quảng cáo là phim chất lượng cao nhưng phim lại có những hạt sạn, điều này khiến người xem không khỏi thất vọng về phim. Thứ hai là bộ phim Đông Cung. Đông Cung được khán giả nhận xét là bộ phim có nhiều hạt sạn nhất từ trang phục đến bối cảnh. Dù diện trang phục cổ trang nhưng nam chính Lý Thừa Ngân do Trần Tĩnh Húc thủ vai lại để lộ chiếc quần có in logo là Adidas. Người xem không khỏi bật cười vì hình ảnh thái tử uy nghiêm không còn là vì lỗi tiểu tiết này. Đâu chỉ riêng nam chính mà nữ chính Tiểu Phong cũng bị phát hiện lén xài quạt điện mini dù đang ốm nặng. Khi Tiểu Phong do Bành Tiểu Nhiễm thủ vai, nằm trên giường bệnh nhưng vẫn có chiếc quạt mini đang thủ sẵn, điện thoại di động còn xuất hiện trong đám đông diễn viên quần chúng, thậm chí họ còn lấy ra để chụp hình. Tiếp theo đó là bộ phim Phong Khởi Lạc Dương, là bộ phim cổ trang nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả từ hồi tháng 12 năm 2021. Phong Khởi Lạc Dương nhanh chóng tạo nên cơn sốt. Tuy nhiên, phim cũng khiến người hâm mộ thất vọng khi phim xuất hiện cảnh nhiều người phụ nữ mặc đồ hiện đại, cầm điện thoại. Cũng trong Phong Khởi Lạc Dương, khán giả phát hiện một chiếc ô tô nằm chễm chệ ngay giữa cung đình. Không biết nhà vua hay vị quan nào giàu có đến thế nhỉ? Một bộ phim nữa là Năm Ấy Hoa Nở Trăng Vừa Tròn. Điện thoại di động là món đồ thường xuyên xuất hiện trong phim cổ trang Hoa ngữ, được đầu tư chỉn chu, tạo nên cơn sốt phim truyền hình Hoa ngữ. Nhưng Năm Ấy Hoa Nở Trăng Vừa Tròn lại vướng lỗi không là có. Trong phim, một diễn viên quần chúng đã lén rơi điện thoại để quay phim nữ diễn viên Tô Lệ. Có lẽ người này là fan cứng của nữ chính nên mới háo hức chụp ảnh mà không biết đang quay phim. Một bộ phim khác là Diên Hy Công Lược. Phim cung đấu đình đám một thời, Diên Hy Công Lược cũng khiến người hâm mộ ngã ngửa vì những màn xuyên không lộ liễu. Trong một phân cảnh, đoàn làm phim cho kèn saxophone xuất hiện ở thời đại Càn Long từ năm 1735 đến năm 1796, trong khi dụng cụ âm nhạc này lại được phát minh vào năm 1840. Còn Nhàn Phi do Sa Thi Mạn thủ vai lại để lộ ống quần jean khi đang thực hiện vai diễn chăm con, còn vua Càn Long lộ luôn đôi giày thể thao siêu xịn. Một bộ phim cuối cùng là Trần Tình Lệnh. Ngay cả với bộ phim gây tiếng vang lớn như Trần Tình Lệnh cũng xuất hiện nhiều hạt sạn vô lý. Là phim cổ trang, thế nhưng nhân vật Nhiếp Hoài Tang lại sử dụng thắt lưng dài ở hiện đại. Ở một cảnh quay khác, diễn viên quần chúng cũng để lộ chiếc quần jeans ngắn khi đánh nhau. Điều khó hiểu là có khá nhiều phim Hoa ngữ được đầu tư kinh phí khủng nhưng vẫn nhan nhản những chi tiết bất hợp lý. Dù tụt cảm xúc nhưng khán giả vẫn cho rằng việc ngồi nhà sạn mỗi khi xem phim là một trải nghiệm khá là thú vị. Nếu mọi người yêu thích video của chúng mình thì hãy like, share và subscribe để ủng hộ chúng mình. Hẹn gặp lại mọi người ở video sau.